Vừa qua, Bộ Công Thương và Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối ngành đồ uống Việt Nam. Tại hội nghị, hơn 50 doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm đồ uống đã cùng trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo chuỗi cung ứng bền vững và chặt chẽ, xây dựng hệ thống tiêu thụ logistics, đặc biệt nhấn mạnh việc mở rộng khu vực thị trường nông thôn, miền núi. Hiện nay, các doanh nghiệp ngành đồ uống đang phải đối mặt với sự cạnh tranh đa chiều, trước hết là sự cạnh tranh của các công ty đồ uống nước ngoài có tiềm lực mạnh và quảng bá sản phẩm tốt. Nhưng quan trọng hơn là sự cạnh tranh không lành mạnh của các sản phẩm đồ uống kém chất lượng và gây phương hại đến sức khỏe của người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. VBA sẽ kết nối các doanh nghiệp sản xuất và phân phối nhằm phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy việc đưa ra sản phẩm đồ uống Việt Nam đến với người tiêu dùng. Hiện Bộ đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 94 về sản xuất kinh doanh rượu. Bộ cũng đã ban hành quy hoạch ngành bia rượu nước giải khát đến năm 2035, giúp việc phân phối sản phẩm nội địa đến với người tiêu dùng trong nước thuận lợi hơn.